Alo. Vâng, mà chúng ta hãy cùng đến với thể loại solo seng giữa game thủ Hồng Anh và game thủ Mỹ Tịch thôi. Một thể loại sở trường của đội tuyển Trung Quốc. Hồng Anh nhìn thấy bãi quả và đóng luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Khi mà anh đã có được những cây khi mà anh đã có được những cây gỗ 75 rất gần với nhà chính nhà của mình. Vâng, và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu đầu tiên, Hồng Anh và Mỹ Tịch. Hồng Anh thì có lẽ cũng đã khá oải sau cái kèo AC rồi. À, thế như vậy là tôi vâng xin lỗi tất cả quý vị khán giả, đây là Bất Liễu Tình. Vâng, Bất Liễu Tình chứ không phải là Mỹ Tịch. Vâng, Bất Liễu Tình. Và Hồng Anh thì hiện tại tôi nghĩ là anh cũng đang khá oải sau cái kèo 2 AC rồi. Mà không chỉ Hồng Anh cũng oải, mà ngày hôm nay tôi cũng thấy oải cơ. Bởi vì đã thua là thua 3-0 trắng, mà thắng là phải chỉ có thắng 3-2 thôi. Vâng, rất may là có chim sẻ gỡ gạc lại được một kèo AC với tỷ số 3-2 đi. Chứ không mà chim sẻ mà thua tỷ số thua AC với tỷ số 3-2 nữa thì đúng là dở khóc dở cười. Vâng, bây giờ thì các bạn vâng, vừa rồi có bạn giờ thì tôi bắt đầu tôi rảnh rang thì tôi đọc ở trên thanh chat rồi thì bởi vì là bây giờ đánh kèo sen thì speed nó 1.5 thì tôi nhiều tay hơn. Rảnh rang ở đọc trên thanh chat rồi thì các bạn vừa bảo tôi bật tiếng game nhưng vâng xin lỗi. Vâng, xin lỗi tất cả quý vị khán giả vì vừa đấy các anh đánh nhanh quá. Bình luận viên GB anh không kịp chạy xuống để lấy tiếng game của các game thủ. Và có lẽ sau trận này thì sẽ có tiếng game luôn thôi. Vâng, còn tỷ số nữa, đúng rồi. Tôi quên đấy. Đúng là nhiều khi chỉ có đọc trên thanh chat này thì mới thấy được thì mới thấy được nhiều cái sơ suất của đội ngũ kỹ thuật viên Game TV. Thì mới thấy được nhiều cái sơ suất của đội ngũ kỹ thuật viên Game TV. Sao nhiều thế này? Alo, vâng, mà chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi.
Vâng, thôi lại mất cái thanh chat các bạn vừa lấy chat rồi. Không biết là bây giờ thì còn cái gì sơ suất nữa hay không thì các bạn hãy comment luôn trên khung chat giúp tôi với. Hiện tại thì Game TV mới đang thay đổi server. Chính vì thế mà thật sự là vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Và cái việc gạch đá đến từ tất cả quý vị khán giả cũng là một điều mà Game TV cũng xin nhận lỗi. Vâng, ngày hôm nay đúng là lên thanh chat đọc là toàn nghe chửi là chính thôi. Thấy anh Bờm báo về thì anh Bùi Huỳnh kỹ thuật viên cứng của Game TV ngày hôm nay có được trăm cái vâng 100 cuộc gọi đến, 60 cuộc gọi đến để chửi, 40 cuộc gọi còn lại là để đổi em cái IP. Còn phải đến hơn 200 tin nhắn thì hơn 200 tin nhắn thì toàn là tin nhắn về tài khoản thôi. Đến nỗi mà khi mà bố mẹ anh ấy gọi ra thì anh ấy còn không biết để mà nghe nữa cơ. Vâng, đúng thật sự là cũng hơi khổ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. 26 trên 28 là tham lai đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, và chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy game thủ Hồng Anh. Hơi lan man quá nhiều rồi. Một trận thi đấu solo xem từ đầu đến giờ tôi chưa để ý được cái gì cả. Không biết là Hồng Anh đánh bao nhiêu dân lên đời nữa cơ. Và đội bạn đánh bao nhiêu dân lên đời nữa cơ. Ông kia tên là vâng Bully Alquing. Tức là bất bất liễu tình đấy. Vâng. Như vậy là anh Tuấn Pro báo về thì nghĩ là tên là anh dịch ra cũng khá chuẩn. Bất liễu tình. Một kèo solo sen. 5 ma đều. Và đây một bài siêu khỏe đến từ game thủ Hồng Anh. 5 nhà BA, trong khi đấy thì sóc được 5 con nông dân trong nhà chính rồi vẫn thừa 200 thực. Rất khỏe luôn. Không biết là ai lên đời sớm hơn, Hồng Anh lên đời sớm hơn hay là game thủ bất liễu tình lên đời sớm hơn, nhưng Hồng Anh quyết tâm đi từng rờ đầu tiên và tôi thích điều đấy. Cần phải có một phong cách tự tin trước các game thủ Trung Quốc thì mình mới có thể thi đấu một cách sòng phẳng với đội bạn được. Còn nếu mà còn càng không tự tin thì cũng còn càng lâu nữa thì càng lâu nữa nền đế chế của chúng ta mới có thể đuổi kịp với nền đế chế của AOE Trung Quốc. Đây rồi, đối phương cũng đi. Không, đối phương để tân giờ đầu tiên ở nhà để chờ Hồng Anh đến. Nhưng bây giờ thì 5 điều với 10 thì hơi khó Hồng Anh ơi. Giật em. Vâng, bây giờ thì 10-10 đấy rồi. Nhà đối phương có một bãi gỗ ở ngoài. Và đây là một địa điểm mà thuận lợi để cho game thủ thuận lợi để cho game thủ Hồng Anh có thể đấu quân. Một địa điểm, vâng, đấu quân ở bãi gỗ. Đấy vẫn là một địa điểm mà những người đi công như Hồng Anh rất thích công vào. Và có lẽ nhiều người cũng biết rồi. Khi mà đánh cung R mà thấy đối phương mình có lợi thế đi công và đối phương lại có được một cánh rừng ở cái chỗ mà mình có thể thuận lợi để công nữa thì thôi. Nó là đẹp đẹp 10-10 rồi. Quá hợp lý luôn. Đối phương đánh 4 4A. Ồ thế như vậy đối phương đánh 4A, trong cái đấy thì game thủ Hồng Anh là 5A. Cũng được thôi. Bây giờ là tơn cung R thứ tư rồi. Thì mình có được 20 con, đối phương có được 16 con. Hồng Anh vẫn đang ra quân rất đều. Những cái quan trọng là cái chặt gỗ 2. Thì ai sẽ là người lên sớm hơn ai. Hồng Anh đang ra quân cực đều luôn.
Nhưng mà tại sao mình năm năm nhà đi công sớm mà bây giờ vẫn chưa lấy được lợi thế nhỉ? Vẫn chưa được một lợi thế gì luôn, họ chỉ là 4 A thủ. Vâng, một tình huống mà đứng quân rất hợp lý đến từ game thủ Hồng Anh. Anh cũng đã ngăn chặn một đợt phản công đến từ game thủ Bất Liễu Tình. Hồng Anh đã nâng cấp chặt gỗ 2 chưa vậy? Vâng, chặt gỗ 2 chưa? Chắc là nâng rồi. Thì tơn này mới không đều. Vâng, chắc là nâng rồi thì tơn này mới sóc theo kiểu nửa vời như vậy. À không, vẫn chưa nâng, giờ mới nâng, phút thứ 20 mới nâng. Phút thứ 20 nâng chặt cũ 2 nhưng mà đây lại đang đứng thủ. Ồ. Thế như vậy là lại hack rồi. Lại hack rồi. Vâng, cái mép bản đồ hướng từ góc 12 giờ xuống vẫn còn hở. Nhưng mà Hồng Anh lại không biết. Đối phương lọt một tơn cung R và Hồng Anh mất tay, và bây giờ thì nhiều khả năng là đội bạn sẽ lại trèo dốc lên cơ. Hoặc là lại có một tơn cung R mà sát sạt mép bản đồ để vào tầm 20 con thì cũng là hơi nhọc. Chưa thấy dấu hiệu gì đến từ Bất Liễu Tình. Đây, cung R Bất Liễu Tình đây. Đội bạn cũng không lên dốc đâu. Vâng, có chủ động đào vàng không Hồng Anh? Đóng BC nhưng không thấy đào vàng. Thế thì tôi nghĩ vậy thì cũng không cần phải đóng sớm làm gì cả, để gỗ sóc đều quân đã. Rồi khi nào đủ gần đào vàng, đủ gần để có thể đào vàng gần đủ được thì là tươi. Nhờ. Ủa, sao nó đen xì đấy anh ơi? Tuyệt tích là desktop này sao? Ơi, ảo diệu rồi. Không đọc cung chat cái là chết luôn. Quên. Mất lâu chưa anh? Mất phát chạy lên. Mà nó bị chậm mấy giây. Alo, vâng, mà quay trở lại với trận thi đấu ấy thôi. Vừa rồi là một tơn đen màn hình. Hơi giật mình. Và rất may là có anh GV chạy lên báo cáo tình hình, chứ không thì có lẽ là tôi sẽ ăn cực kỳ nhiều gạch đá đến từ các khán giả. Và quay trở lại với trận thi đấu ấy thôi. Hồng Anh bây giờ mới bắt đầu có được những miếng vàng đầu tiên để có thể nâng đầu máu. Thế như vậy còn rất lâu nữa mới có thể nâng được đầu máu cơ. Bo rộng hơn tí nữa không Hồng Anh? Anh vẫn đang sóc cung rất trâu. Và trận đấu này thì số lượng dân và số lượng quân đến từ cả hai game thủ đang là ngang phèo nhau. Đội bạn đánh 4A từ đầu thôi, đánh thế thủ thôi. Nhưng bây giờ thì mình vừa đi quân cái thì đội bạn cũng di chuyển nhờ. Hơi khó hiểu, và Hồng Anh lại chấp dốc rồi. Với cái bản tính của mình thì Hồng Anh lại chấp dốc. Chắc chắn luôn, chạy thôi em ơi. Thôi, én. Vâng. Không dại gì mà đấu quân với đội bạn khi mà đội bạn nhiều khả năng là đã có đầu máu và mình lại còn chấp dốc nữa thì lại ảo quá. Vẫn đang là 6 nhà BA rất đều đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, 128 chứ 136. Bây giờ thì đối phương đã làm được bao nhiêu vàng rồi, Hồng Anh cần phải xem để biết điều này. Nhiều khả năng lại dền dứ đánh đời 4 ngay trong trận thi đấu đầu tiên. Những nhà B những nhà chính vẫn đang được sóc cực kỳ đều, và bây giờ thì Hồng Anh đang sóc bằng can chôn N ngắn để có thể sóc dân đều như sóc quân vậy. Vâng, rất hay. 79 dân là số dân đến từ game thủ Hồng Anh. Và anh vẫn đang có một cái tham nhỉnh hơn game thủ. Sao không đóng BG? Đóng một cái BN hơi lãng phí. Vâng, Hồng Anh vẫn đang có được một cái tham nhỉnh hơn so với lại game thủ Bất Liễu Tình. Một tham lai khoảng là
51 và 49. 8277. Mình vẫn đang có dấu hiệu nhỉnh nhỉnh hơn tí xíu. Không nhiều. Bây giờ mà đóng ca luôn. Bây giờ mà đối phương ốp từ cái khe mà hướng góc 12 giờ xuống bằng tầm 3 cái cung R thì đỡ kiểu gì đây. Đối phương EOA vừa nãy hơn tầm 7-8 thằng dân, bây giờ bằng dân luôn. Mình 82 họ 83, thậm chí họ còn đang hơn dân. Hồng Anh ơi, soi lại, họ soi lại một tham. Đấy, 82-83 kìa. Không hiểu, vừa nãy là rõ ràng là hơn mà. Rõ ràng là hơn 7-8 dân gì đấy. Buồn một phát, soi tham lại, khác bọt luôn. Đẻ bằng bê rồi. Như vậy là đẻ bằng bê rồi. Đánh về đấy 4. Tôi nghĩ rằng Hồng Anh là người có lợi khi mà xung quanh nhà anh đang có rất nhiều rừng. Xung quanh nhà game thủ Hồng Anh đang có rất nhiều rừng. Và cái việc anh bị móc máy là khó. Nhưng mà cái bãi vàng ở sát mép bản đồ góc 12 giờ đi xuống, Hồng Anh có cần phải ra xem nó thế nào không? Đối phương sẽ lựa chọn phương pháp gì đây? Lên 4, họ cũng sẽ lên 4. Họ cũng sẽ có đạp đôi. Nhưng mà có kẹp với lại nhiều hot hay không? Lượng vàng, họ 2.003, mình chỉ là 1.006. Thế như vậy là đội bạn có cả hot đi kẹp với đại đạp đôi rồi. Hoặc là hot sẽ là thủ nhà toàn tập của đạp đôi, sẽ là đẩy toàn tập. Nhà Hồng Anh vẫn đang chỉ là ăn một bãi vàng. Số lượng nông dân thì không tăng nhiều từ nãy đến giờ. Và bây giờ thì các anh không tham dân nữa, kích đạp đôi thôi. Đủ lượng vàng để kích đạp đôi thôi. Hồng Anh không làm thêm nhiều vàng nữa. Đủ lượng vàng kích đạp đôi và nâng cấp công nghệ cho những con đạp đôi là Hồng Anh sẽ không làm vàng nữa. Anh đang chủ động có một bài là không, chỉ chay đạp đôi, không hót hùng gì hết. Lên đời 4 cũng ngang phèo nhau. Vâng, hai anh đang đánh đúng theo kiểu câu cá thư giãn. Nhưng mà nếu như đánh về đời 4 mà mình không ăn vàng thì tôi nghĩ đấy là một điều thiệt hại dành cho game thủ, một điều bất lợi dành cho game thủ Hồng Anh. Bởi vì là cái đời 4 này hai nhà đang cân phèo nhau, mà nhà nào ăn được nhiều vàng hơn thì nhà đấy chắc chắn sẽ là người có lợi hơn. Chắc chắn là như thế. Họ đi kẹp với hot, đạp đôi kẹp với hot, nó khác bọt hơn hẳn so với mình là đạp đôi kẹp cùng R. Hồng Anh biết điều đấy. Nhưng tại sao anh không khắc phục điều đấy bằng cái việc là đi ăn thêm những bãi vàng thứ hai và thứ ba ở ngoài nhà của mình, để có thể có được một bài sóc được nhiều hot hơn để thi đấu. Vâng, đạp đôi cùng với lại cùng R đang được đẩy vào. Timeline full 200 rồi. Phút thứ 35. Đội bạn có cả ca thủ. Nhiều ca thủ là đằng khác. Không, ca công. Ồ hay. Vâng, một bài đánh hơi dị. Tôi nghĩ là hơi dị. Họ không nhiều đạp đôi. Họ đang thi đấu theo cái kiểu, vâng, Bất Liêu Tình đang thi đấu theo kiểu bắt bài kiểu game thủ Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh dường như anh mới đang là người bắt bài game thủ Bất Liêu Tình rồi thì phải. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống ốp ốp nhà này của game thủ Bất Liêu Tình có thành công hay không. Nếu như không thành công trong việc ốp nhà thì cũng phải là thành công trong cái việc mà ăn dân của nhà đối phương. Hồng Anh biết điều đấy chứ. Vâng, tôi nghĩ rằng anh cần phải ăn được nhiều dân hơn của game thủ Bất Liêu Tình để lấy được lợi thế cho mình. Timeline tụt một phát, còn từ 200 xuống còn có 140. Vâng, vào ruộng. Hồng Anh sao lại đứng cung R đây để đấu quân làm gì kìa? Đứng đấu quân làm gì khi mà nhà đối phương đang có nhiều quân ở đây và họ đang, vâng, đội bạn đã phải mất quá nhiều gỗ để xây, để có thể sóc những con ca to rồi. Vâng, Hồng Anh không tách cung R vào ruộng, anh lại đứng đấu quân, một tình huống đứng đấu quân mà tôi nghĩ rằng cũng hơi lãng xẹt. Vào ruộng tân vừa rồi thì có lẽ là hợp lý hơn. Nhưng bây giờ đạp đôi đang được đẩy lên rồi. Đạp đôi đang được đẩy lên và Hồng Anh điều khiển đạp đôi đi. Đạp đôi vào ruộng đi. Không đạp ở ngoài làm gì nhiều. Không lan man ở ngoài làm gì nhiều. Cứ ruộng mà dã. Timeline đang 131/196. Ruộng vừa rồi đang có một tuần lủng và lượng thực bây giờ đang hơi đuối một tí. Nhưng có lẽ sẽ hồi lại nhanh thôi khi mà nông dân game thủ Hồng Anh đang đứng chơi nhà là rất nhiều. 9+7 và 2+6. Đó là công nghệ cho những con đạp đôi của game thủ Hồng Anh. Có sóc cung R để thủ không? Nếu mà sóc cung R để thủ thì không tràn được đạp đôi để đi đẩy. Thôi cứ đẩy đi đã. Cứ đẩy đạp đôi đi thôi. Còn để lại một ít để thủ thôi. Không cần phải để lại nhiều.
Chúng ta có thấy rằng Hồng Anh đang ăn được quá nhiều dân đến từ game thủ Bất Nhiễm Tình. Bây giờ thì vào ruộng chính nữa Hồng Anh ơi. Em đang đánh một trận gì đó mà quá mãn nhãn, cả hai game thủ chủ động đánh thủ. Vâng, không thể có nước nào đi công. Chính vì thế mà cả hai game thủ đang chủ động đánh thủ và đưa về đánh đời 4. Và đây là một trận thi đấu đánh đời 4 rất mãn nhãn. Từ đời 1 lên đời 2, từ đời 2 lên đời 3 và đời 3 lên đời 4, các game thủ lên đời như nhau, không hơn nhau cái gì cả. Bảo nhau lên đời 1, à bảo nhau lên đời 2, bảo nhau lên đời 3 và bảo cả nhau lên đời 4. Nhưng bây giờ thì ruộng nhà game thủ Bất Liêu Tình đang bị lủng rất nhiều. Trong cái đấy thì nhà game thủ Hồng Anh lại đang có thể ổn định được những khoanh ruộng nhà của mình. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng lợi thế đang thuộc về game thủ Hồng Anh là rất lớn. Những khoanh ruộng đến từ game thủ Bất Liêu Tình đang nát như tương rồi. Vâng, nát bươm những khoanh ruộng. Và bây giờ thì Bất Liêu Tình không biết rằng góc 12 giờ còn một cái gì đấy không, có ăn gỗ ở ngoài hay không. Khi mà tôi để ý rằng cái, những bãi gỗ nhà game thủ Bất Liêu Tình trong nhà là không nhiều. Trong nhà Bất Liêu Tình không nhiều những bãi gỗ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, có nhiều những bãi gỗ hay không. Bây giờ thì lại có ca dắt vào. Thế ông điên à? Ô, hạt đét à? Thế sao mà điều ca chiếc đạp đôi? Vẫn lại dâng ca thì phải. Hay là cái gì đấy? Hay là nhà chính ăn gỗ? Vâng, rất khó hiểu đến từ game thủ Bất Liêu Tình trong trận đấu này. Đây rồi, bãi gỗ mới đây rồi. Và nông dân của Bất Liêu Tình lại nằm xuống thôi. Một trận thi đấu mà Hồng Anh đang thi đấu rất hay. Nhưng timeline từ nãy đến giờ thì tôi thấy là không nở. Nhưng không biết rằng Bất Liễu Tình đang như thế nào. Nhưng timeline của Hồng Anh không nở đâu. Từ 200 cái lúc ốp nhà đối phương và bây giờ thì còn có 8 mấy nhấp nháy ở bãi gỗ chết hết dần rồi. Vâng, Bất Liễu Tình đã mất quá nhiều. Vâng, Bất Liễu Tình mất quá nhiều gỗ để có thể xin những con ca to ra. Và bây giờ thì anh vẫn đang có thể chảy được đạp đôi tốt. Vâng, Hồng Anh đã đang tụt tham ấy, chứ không phải là đang nở tham. Có tay mà soi tham tình huống này thì tươi. Nhưng tôi nghĩ rằng vâng, mình ăn được nhiều ruộng nhà đối phương hơn rồi đấy. Cái lúc đấy là cái lúc, lúc trước là cái lúc mà ăn được nhiều ruộng nhà đối phương hơn rồi. Nhưng bây giờ thì mình cũng lại mất ruộng đi. Và lợi thế thì chỉ biết được khi soi tham. Dân đối phương chết cũng nhiều. Và đội bạn cũng đang chạy ra những chỗ mới để có thể làm lại ruộng. Góc 12 giờ là một cái góc mà tôi nghĩ rằng Hồng Anh cũng cần phải xem lại góc 12 giờ. Xem nó như thế nào. Vâng, timeline cũng chỉ là 6 mấy thôi. Hơi khó hiểu. Vâng, cái men men lên góc 12 giờ ấy, chỗ đấy là một là những cái, tôi nhìn bản đồ con có rất nhiều những cánh rừng và có những bãi vàng ở đấy. Thì biết đâu đấy lại có được một những một bãi gỗ đẹp ở trên đấy dành cho game thủ Bất Liễu Tình. Vâng, ruộng nhà game thủ Hồng Anh lại đang nát. Bất Liễu Tình bây giờ anh đang có dân ở đâu và anh đang có tham bao nhiêu? Timeline game thủ Hồng Anh vẫn đang nhỉnh hơn. Vẫn chỉ là nhỉnh hơn thôi, không lợi thế hoàn toàn. Chúng ta có thấy rằng và bây giờ thì Bất Liễu Tình cũng đang có được những con đạp đôi đi đạp vào ruộng nhà của game thủ Hồng Anh một cách rất tốt. Góc 12 giờ tại sao Hồng Anh không cho một hai con gì lên đấy? Một hai con gì đấy lên đấy thôi. Nhiều khả năng nó sẽ khác hẳn. Vớ được một khoanh ruộng ấm ở đội bạn trên đấy thì đúng là xong. Mình vẫn đang ăn hoang được một bãi quả. Vâng, đối phương đang chủ động di chuyển đến góc 12 giờ rồi. Bởi vì trên đấy rất nhiều rừng. Tôi nghĩ là như thế. Bây giờ đạp đôi đến từ game thủ Hồng Anh vẫn đang sản được. Và anh vẫn đang ăn hoang được hoàn toàn một bãi quả. Và anh có thể sản ra được những con nông dân để hồi lại. Nhưng bây giờ thì ruộng lại đang bị đạp vào kìa. Ruộng đang bị đạp vào thì Hồng Anh cần phải chỉnh dân đi Hồng Anh. Chỉnh dân ruộng đi, đừng để đạp đôi nó đạp xong hót nó cứ bắt hót nó tự bắn thì hơi khó. Vâng, góc 12 giờ còn một bãi vàng nữa. Và tôi rất muốn là game thủ Hồng Anh quản lý bãi vàng đấy.
Bây giờ thì Hồng Anh đang đạp được nhà game thủ Bất Liễu Tình rồi. Nhà Bất Liễu Tình đang cũng khá yếu rồi, timeline Bất Liễu Tình cũng chỉ tầm 5 năm thôi. Không, 12 giờ không phải mà là 6 giờ. Biết ngay mà kiểu gì cũng sẽ lại dạt lên ra khỏi nhà của mình. Nhưng mà không phải dạt lên 12 giờ để có thêm bãi vàng, mà là dạt xuống 6 giờ để ăn những cánh rừng. Một trận thi đấu mà Hồng Anh đã bắt bài tốt game thủ Bất Liễu Tình, khi mà Bất Liễu Tình anh tốn quá nhiều gỗ để có thể sóc ca rồi. Thì cái việc mà chuyển sang đạp đôi khỏe là một điều mà hơi khó. Bây giờ thì lại có cả bẹt nữa. Họ đang ăn được nhiều vàng. Họ đang ăn được nhiều vàng. Và bây giờ thì mở hết bản đồ ra không, game thủ Hồng Anh? Có mở hết bản đồ ra không? Biết đâu đấy. Vâng, trên góc 12 giờ hay là hai bãi vàng trên góc 12 giờ thì phải. Vâng, timeline đang là 65 trên 192. Vâng, cái góc 6 giờ kia lại của mình đang đánh vào mà vẫn đang bị nhấp nháy. Không hiểu là thế nào, đội bạn cũng có quân đứng đấy để có thể bảo kê được những bãi gỗ làm ăn rồi. Timeline chỉ là 63 thôi. Có hai bãi vàng ở trên quanh quanh góc 12 giờ. Ồ. Như vậy thì như vậy thành thua ngược. Vâng, đối phương ôm được vàng và bây giờ thì đối phương chuyển sang bẹt. Chuyển sang đánh pháo lùn. Dân của game thủ Hồng Anh làm ruộng là không còn nữa. Bây giờ anh chỉ còn dân làm gỗ thôi. Vâng, tí nữa mà mở, vâng, thua mở map ra mà hai bãi vàng trên góc 12 giờ kia bị mất hết đi thì đúng thật là ông anh lại quá sơ suất trong trận đấu này. Đối phương thì vẫn đang dạt ra khu vực mép nhà game thủ Hồng Anh để làm ăn thôi. Chứ vẫn chưa thấy những cơ sở làm ăn mới đét của game thủ Bất Liễu Tình. Anh cũng chỉ dạt ra đi ăn gỗ và nếu mà thừa gỗ thì anh lại vẽ thêm ruộng. Vâng, cái bãi vàng ngay gần với nhà game thủ Hồng Anh, bãi vàng thứ hai nhà game thủ Hồng Anh thì không thấy Bất Liễu Tình ăn. Chắc là anh cũng đã phát hiện ra bãi vàng đấy rồi nhưng mà không thấy anh ăn cái bãi vàng đấy cả. Thì không hiểu là anh đang có ý đồ gì. Anh đang hồi dân ở một địa điểm nào. Vâng, Bất Liễu Tình cũng đã phát hiện ra được địa điểm làm ăn mới của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh cho quân lên góc 12 giờ và nhiều khả năng anh sẽ lại, vâng, mong sao anh sẽ lại gặp địa điểm làm ăn mới của đối phương trên góc 12 giờ này thì tươi. Nhà đối phương ở nhà chính cũ là không có gì. Nhà chính cũ là không có gì. Đây là còn là nhà chính mới thôi. Nhà chính mới nó ở đâu mới điều quan trọng. Timeline còn có 57. Chỉ quanh quẩn 6x. Bây giờ thì Hồng Anh cũng đang cho một con đạp đôi lên để có thể kiểm soát góc 12 giờ rồi. Ôi giời, hình như màu xanh kia đấy. Màu xanh kìa, đạp đôi đi qua màu xanh kìa. Biết ngay mà. Vâng, nhiều khả năng là bãi vàng gần đấy à. Không, với tôi nhìn thì như bãi vàng đấy vẫn còn. Đối phương chắc hình như cũng mới lên góc 12 giờ để làm thôi. Chứ cũng không phải là lên từ lâu rồi. Phải nhìn những cánh rừng thì mới biết được là đối phương lên đấy làm từ lâu hay chưa. Vâng, timeline là 59 trên 188. Những nhà BE là còn rất nhiều. Bây giờ thì hai nhà đang có số lượng dân là như nhau thì phải. Không ông nào hơn hẳn ông nào về dân. Ông nào cũng ăn được dân nhau cả. Nhưng bây giờ ăn nhau về độ trì. Vâng, Hồng Anh đang có được lợi thế hoàn toàn trên game thủ Bất Liễu Tình rồi. Bây giờ thì là ăn nhau về độ trì thôi. Đừng để mất dân một cách lãng xẹt những con đạp đôi nữa. Là trận thi đấu này sẽ được giải quyết. Một trận thi đấu quá mãn nhãn đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, bảo nhau lên đời 3 và bảo nhau lên đời 4 để có thể đưa trận đấu về một thế đánh đời 4. Và sau trận thi đấu này thì có lẽ rằng chúng ta đã có thể biết được cái khả năng phát triển đến từ AOE Việt Nam là ngang phèo với lại khả năng phát triển của AOE Trung Quốc. Không khác nhau gì nhiều. Vẫn. Và có lẽ rằng chỉ thua nhau về cái phần những cái lúc mà từ lúc đi những tân công R đầu tiên
đến tầm phút thứ hai 20 thôi, 20 25 thôi. Từ phút đi tung đầu tiên đến phút thứ 25 thôi. Còn nếu mà để đánh phát triển thì trận đấu này chúng ta đã được chứng kiến về phát triển không thua. Vâng, số lượng dân đến từ game thủ Hồng Anh và số lượng dân đến từ game thủ Bất Liễu Tình là ngang phèo nhau. Từ đầu đến cuối thì có những lúc mà game thủ Hồng Anh nhỉnh hơn, nhưng mà khi mà vâng có những mà có những lúc là bằng nhau. Vâng, tôi để ý thế là có lúc hơn tầm 7-8 dân gì đấy. Nhưng một phút sau thôi, soi lại thôi là số lượng dân bằng nhau luôn. Trận thi đấu này ăn nhau là vâng, ăn nhau là vì Bất Liễu Tình anh để quá nhiều ca ra để thể đi công nhà game thủ Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh nhưng mà một bài mà game thủ Bất Liễu Tình anh đã bị bắt bài ngược. Vâng, Bất Liễu Tình thì cứ nghĩ rằng Hồng Anh sẽ là người đánh châu hot, chính vì thế mà anh công quá nhiều ca lên. Ai ngờ Hồng Anh chuyển thẳng đạp đôi và không có một con hot nào cả. Và như vậy là Bất Liễu Tình bất lực luôn ở trong trận thi đấu này. Chúng ta